Vâng, quý vị có thể thấy được chính giữa phần trung tâm của chiếc sập này chính là phần đầu hổ phô đây, thì được những người thợ tôi thể hiện rất là có hồn cũng như là sự dữ dằn táo tợn để chấn giữ không gian phòng thờ nhà mình. Toàn bộ phần đường nét chi tiết là chúng tôi là đục chạm thủ công, rất là kênh bong, quý vị thấy không? Rất là kênh bong, là tôi có thể luồn tay vào những cái phần râu này, phần râu tóc này, hay những phần râu này, và cái độ sắc nét thì quý vị có thể xem kỹ được cái độ sắc nét của nó rất là sắc nét. Đây, tôi quay lại, quá là đẳng cấp luôn, quá là đẹp luôn. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại là buổi sáng của ngày 28 tháng 5 năm 2020 và trước màn ảnh nhỏ quý vị đây thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ sập thờ chất liệu gỗ gụ và đục theo mẫu tứ linh long ly quy thượng, có kích thước là 2m17, cao 1 là mét là 17 và sâu là 107, chân là chân 24. Toàn bộ hàng là chúng tôi là phần dạng đục chạm thủ công bằng tay, cực kỳ đặc sắc luôn. Thì đây là hình ảnh chính giữa cũng như là tổng thể chiếc sập. Bộ sản phẩm này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của bác Mục tại xã tại Tam Nông, Phú Thọ quý vị nhé. Thì bác còn đặt chúng tôi là bao gồm một bộ cuốn thư câu đối nữa. Như hiện tại thì tôi vẫn chưa xong bộ cuốn thư, nhưng tôi quay trước phần sập thờ này để giới thiệu đến quý vị khách hàng cũng như là gửi cho bác Mục. Đây hình ảnh chính giữa của bộ sản phẩm đây. Khi kê vào phòng thờ chúng ta thì sẽ rất là đồ sộ hoành tráng quý vị nhé. Chân 24, kích thước là 2m17, hàng rất là khủng. Thì đây tôi đi một vài vòng góc máy tổng thể chiếc sập này để cho quý vị xem mà hình dung được khi chúng ta kê vào không gian phòng thờ nhà mình thì nó sẽ đồ sộ và đẹp như thế nào. Ba góc máy luôn. Tiếp sau đây thì tôi sẽ đi vào giới thiệu chi tiết hơn. Trước tiên là tôi sẽ giới thiệu về chiếc dạ này. Chiếc dạ này thì chúng tôi làm là dày 5cm và phần dạ là đục chạm thủ công hoàn toàn bằng tay, đục theo mẫu là tứ linh long ly quy phượng. Thì ở phía bên này là có chú nghê và chim phượng. Chính giữa là có đầu hổ phô. Đầu hổ phô chúng tôi được chắp dày 12 phân và đục chạm cực kỳ là kênh bong. Đầu hổ phô dày 12 phân và đục chạm cực kỳ kênh bong, dữ dằn, thể hiện cái sự dữ tợn, uy nghi để chấn an cái không gian phòng thờ nhà mình và xua đuổi tà ma đi. Đó, quá đẹp luôn cái đầu hổ phô này. Nghệ nhân hàng đầu của chúng tôi là thể hiện. Tiếp theo bên này thì là có chú rồng và chú rùa, là có đủ bộ là long ly quy phượng, là bốn linh vật của trời đất, thì nó chấn an không gian phòng thờ nhà mình theo ý nghĩa phong thủy là rất là tốt. Còn phía bên trên cổ này thì là có hình tượng là rồng trầu mặt nguyệt. Ngoài ra còn đi kèm những cái họa tiết chi tiết nhỏ như là bầu rượu cuốn thơ này, hay là năm đồng tiền này, tượng trưng cho may mắn cũng như là tài lộc. Trái đào này là tượng trưng cho sự trường thọ và ước muốn là sống lâu trăm tuổi của người dân Việt Nam. Phần chân chúng tôi là đục đầu lân chân nghê quý vị nhé. Đầu lân chân nghê. Đấy, bên dưới này có bốn chú nghê trầu. Và hình bên trên này là đầu này, thể hiện là điêu khắc, là thể hiện hình tượng đầu lân. Đó, chân là chân 24. Toàn bộ phần gỗ lạt rất là đẹp. Tôi chọn lọc gỗ lạt rất là đẹp, cũng như là mộng mạng là hàng ngang thì rất là đẳng cấp. Đó quý vị này, quá là đẳng cấp luôn. Phần ván mặt tôi ván mặt hai lá và khuôn tranh này là khuôn tranh dày 4 phân. Khuôn tranh dày 4 phân nha quý vị nhé. Gỗ lạt chọn lọc rất là đẹp. Đây. Phần đầu ngang thì là có đục chạm đầu hổ phô, cũng như là phần hoa lá tây đây, kết hợp với chữ thọ. Ngoài ra sản phẩm còn đi kèm một chiếc bàn cơm kích thước là 1m27, có thể đút lọt vào trong gặm sập thờ được. Thì còn bộ cuốn thư câu đối chất liệu gỗ gỗ nữa thì tôi sẽ quay là video clip khác và sẽ gửi đến bác Mục ở tại Tam Nông. Còn trong video clip này thì tôi chỉ giới thiệu về chiếc bộ sập thờ này thôi. Thì quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 806. Website là đồgỗtùng8.com. Quý vị quan tâm yêu mến thì hãy bấm like và đăng ký kênh để có xem thêm và cập nhật những mẫu sập thờ mới nhất của chúng tôi, cũng như là các đồ nội thất phòng khách. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm
cũng như là nhận thi công tại Phú Thọ cũng như toàn các tỉnh miền Bắc luôn. Đây là hình ảnh chính giữa tổng thể quý vị nhé. Tôi sẽ đứng máy đây cho quý vị phải xem ngắm cái độ đẳng cấp của bộ sập thờ này. Phần bàn cơm cũng gọi là bàn cơm tứ linh quý vị nhé. Đó, còn video tôi đang quay ở phía bên ngoài cổng cơ sở của tôi. Xưởng của chúng tôi thì dài vút ra kia quý vị nhé, dài vút hết đoạn đường này. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác.